Nếu muốn đạt thứ hạng cao hơn mùa trước, nhiệm vụ tiên quyết của Hoàng Anh Gia Lai chính là giảm thiểu tối đa số bàn thua. Trong đó, vai trò của Wenger Sesma là vô cùng quan trọng. Anh chính là chỗ chặn cuối cùng nơi hàng phòng ngự của đội bóng phố núi. Thủ thành cao 1m90 và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Lan Groningen, cũng là thủ môn ngoại duy nhất ở V-League 2019. Tôi biết đến Hoàng Anh Gia Lai khi người đại diện gọi điện cho tôi và nói câu lạc bộ đang tìm một thủ môn. Lúc đó tôi tìm kiếm thông tin về đội bóng trên mạng Internet và khá hài lòng với kết quả thu được. Rồi đội bóng mời tôi tới đại bản doanh tham quan. Và khi tới đây, tôi cảm thấy rất hài lòng với cơ sở vật chất cũng như chất lượng cầu thủ. Tôi quyết định trở thành một phần của đội bóng. Tôi có xem lại những bàn thua của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa trước, sai sót của thủ môn cũng có, nhưng ý tôi là không chỉ một mình thủ môn hay hàng thủ là đối tượng bị chỉ trích. Bóng đá là môn chơi tập thể. Mùa này đội bóng có thủ môn mới, hậu vệ mới và tiền đạo mới. Tôi hy vọng cả đội sẽ cùng hỗ trợ tôi trong khâu phòng ngự. Giữa thủ môn và hậu vệ là rất quan trọng. Năm nay ngoài tôi, đội còn có hai người mới là Sáng và Lâm. Để hiểu nhau thì tôi cố gắng dạy họ tiếng Anh và họ dạy tôi tiếng Việt. Ngoài ra, Kim Dong Jin dù là người Hàn Quốc, ngày ngày cũng nói tiếng Anh rất lưu loát. Bởi vậy, rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề lớn với chúng tôi. Tôi thích thời tiết ở Pleiku. Bạn cứ nhìn ra tôi thì sẽ thấy điều này. Thức ăn thì ban đầu hơi lạ lắm, nhưng giờ thì càng ngày tôi càng quen với đồ ăn nơi đây hơn. Con người ở đây cũng rất thân thiện. Các đồng đội đang giúp tôi hòa nhập và tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây. Gia Lai là một đội bóng rất có tương lai. Họ có những cầu thủ đã chơi tốt ở Asian Cup khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ đã chơi cùng nhau trong nhiều năm và bạn thấy đó, những buổi tập của đội chứng tỏ đây là một tập thể giàu kỹ thuật. Muốn vô địch V-League, bạn cần phải là một đội bóng đồng đều. Hoàng Anh Gia Lai có những cầu thủ nội chất lượng. Trevan Watts cũng là tiền đạo tốt. Hy vọng cùng nhau, chúng tôi sẽ tiến lên và làm nên điều đặc biệt ở mùa giải năm nay. To do well this season.